Bây giờ thì mình sẽ làm trứng cuốn canh các bạn. Mình học theo mọi người, mình chưa nấu canh bao giờ. Mọi người cho mỡ thật già vào, không cho nước. Không cho nước vào. Còn chốc nữa thì mình sẽ cho cái cần kiến này vào các bạn nhé. Kiến này thì được trộn với lại là củ kiệu này, rau thơm các bạn. Thế thôi. Có thêm cái gì nữa không? Hà Lợi. Hết rồi. Hết rồi đúng không? Thế trộn cái này thì mọi người bảo là cho vào xôi đem ra là xong. Canh trứng kiến. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV các bạn. Tiếp tục video ở trên nhà Lợi các bạn. Chiều hôm nay thì anh Nhiệm thì về mất rồi các bạn. Mình thì nán lại đây để ghi hình buổi chiều ngày hôm nay luôn. Từ năm ngoái đến giờ các bạn, từ lúc mà từ mùa hè năm ngoái đến bây giờ mấy anh em mới xuống ao được các bạn. Vì vào mùa đông mà không xuống ao bắt cá được. Hôm nay thì đúng là ngày đầu tiên mấy anh em thấy mấy anh em xuống ao bắt cá ấy các bạn, vì nó hết đợt lạnh rồi. Bây giờ trời bắt đầu ấm ấm. Mấy anh em đang xuống bắt cá xem có được không. Để bắt cá ăn các bạn. Cái ao này thì thấy khá là lâu đời rồi. Thế bảo là nhà này không ai ở nữa. Để đây nó có lâu đời các bạn, nhìn cái nước nó kìa. Nó như cái ao tù ấy. Bốn anh em xuống bắt xem có được con thủy quái nào không. Mình thì không mang quần áo nên là không xuống các bạn nhé. Ở trên ghi hình thôi. Từ nãy giờ Quang chưa thấy con cá nào. Chưa thấy con nào đúng không? Rơi mất rồi. Đưa một con cá vượng rơi mất rồi. Ao này lâu không có ai chăm sóc các bạn. Người ta đi chặt cái chuối cho lợn, cho gà thì sẽ thả cái cành, cái lá chuối xuống thôi. Ồ, chờ một chốc xem có được con cá nào không các bạn nhé. Đúng rồi, nó vào những cái chỗ mà nó cành cây các kiểu ấy. Ấy. Phải cá chưa? Cứ kéo thôi. Bắt con này à? Ví dụ bắt như thế á. Ui giời, nó chạy ra hết đi bà. Chắc cháu ở trong kia rồi. Úi đấy đấy. Một con cá vược. Cá vược như nào to rồi. Chết ăn cái tạm rồi. Đây đi. Hả? Mang ra đi nhỉ? Bắt cá gì? Đi bắt cá gì? Không, con này mang ra đi nhỉ? Nó là gọi là nó là một cái thành quả đấy. Con đầu tiên đúng không? Con đầu tiên. Thành quả con đầu tiên. Lúc đó mình thả sao? Đúng không? Cá vượng này là to mà. Giờ cho vào đâu? Mày đi. Một con này nó biết nó chạy hết đấy. Mày nói chuyện như thế nó nghe thấy. Ném đi. Nó ném. Ôi ném. Ôi. Mà ném thì nó chết mất rồi. Khả đâu? Ném không đi vào điện thoại. Ôi. 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 Ôi đây thật. Ôi. Chúng rồi. Ta. Ê, mò đi. Mò. Dẫn xuống nó chẳng ra đi mà con nhanh lên đi. Bây giờ mình phải mò. Nó thủng. Đúng rồi, mình ra rồi. Ôi giời, ra rồi. Phải nhá. Con đấy chắc ở đâu ra ấy. Phải. Không thấy thật. Không thấy đâu. Ra thật rồi. Để ra rồi. Lôi. Nào. Ra chưa? Đi ra. Ra rồi. Sao chắc thế nhỉ? Ra rồi. Mấy ông dẫm nó xuống bùn chả kéo chả khó. Cái ao bên dưới thì to quá các bạn, không bắt được cá, bắt được đúng một con cá vược rồi. Bây giờ thì lấy cái ao bé này xem có bắt được con nào không. Mình thì ở trên chưa biết là có được cá hay không, nhưng mà thấy cái đây có cái chùm cây bón vén các bạn. Là bón vén, nhặt luôn. Đấy. Thấy mấy ông ú, chắc là được cá rồi. Không biết là có được hay không, nhưng mà cứ nhặt là bón vén á, rồi tính sau. Đi rồi. Thế
thế thì khả năng là quăng kéo một lần nữa nó dính rồi. Em cầm được mà anh? Để em cầm nhá. Cá chưa thấy đâu nhưng mình nhặt lại con bén trước rồi. Cái gì anh? Con gì? Đây. Đi mày chứ, mày sẽ ao, tỏ con bé, biết đấy. À, kiểu gì đấy? Hai kiểu gì đấy? Đấy. Có phải hai lá, hai cả ấy à? Hai cái này tí với mình vặt, bây giờ hai lá thì làm sao mà cầm được? Đấy thì anh bảo anh muốn lấy cái bóng này cho vào, hai cho vào đây. Lạnh quá. Cuối cùng, con này đừng để thoát ra. Cá bống đâu? Cá vượng thả hết đi. Vẫn còn cá bống nữa. Ném em đây. Kết. Nó không chạy một tí nào luôn đấy, cái con cá chắn này. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nó không dậy một tí nào luôn, nó mệt. Cá bống thì thả đi. Chán đời rồi. Chán đời lắm rồi. Con cá là lợi lắm, vừa đeo như thế. Cá bống thì thả đi. Mấy con cá vượng bé bé thì thả đi. Đừng lo như thế. Cái này bây giờ đầu. Đang muốn bắt cá ra rồi đấy. Bây giờ bắt được con kia. Hôm nay đi theo Lợi cả một buổi các bạn, được 4 con cá. Chưa thấy con cá nào xấu như con này. Mồm với em sao đây à? Cái này nếu mà người ấy nó nói chuyện ngọng ấy nhỉ. Đừng ngọng ấy. Một con cá chấm, hai con rô, một con cá vược các bạn. Cái này thì sẽ không biết là nấu như nào đây. Để tí nữa Lợi chế biến. Đây thì đang ở nhà anh trai, anh họ của anh Lợi. Cái gì góp đây anh? Đồ rừng. Đó? Đồ rừng, đồ rừng. Đồ rừng à? Nghe mấy ông này là biết rồi. Không biết là mấy ông bảo góp cái gì nhưng mà... Mà xuống góp đi. Mà xuống góp đi. Mà anh bảo góp, không biết góp cái gì. Rồi, mình sẽ đi vào nhà các bạn nhé. Đi vào nhà quay cái trong này hay hay. Đây các bạn. Chứng kiến. Ở trong cái ống này nữa cũng là chứng kiến ạ. Mấy anh em rồi. Thế bảo chiều nay đi bắt được. Chứng kiến một tí, để tí mình nấu canh. Mình chưa ăn nấu canh chứng kiến bao giờ. Lần đầu tiên nghe thấy bảo chứng kiến mang về nấu canh các bạn. Còn đây chính là cái bếp các bạn, đun nước nóng luôn, sử dụng vào cái bếp củi này, tận dụng cái hơi nóng của cái bếp này thành bình giữ nhiệt nóng luôn các bạn. Vừa tới sửa bây giờ xong rồi. Không biết nồi này là cái gì đây, khả năng là nước thuốc các bạn, nước thuốc để tắm. Rồi các bạn, với con cá thì sẽ bây giờ sẽ ướp gia vị các bạn nhé. Một con thì sẽ hấp, còn những con cá rô thì sẽ khứa đã. Để nướng đúng không anh? Để nướng. Cá này chỉ nướng thôi. Dạ vâng. Mình ướp cái gì đấy anh? Ướp thì cũng chả có gì đâu, có lá ngải, lừng với lại lá ngải để hấp. Cá hấp à? Để nướng á? Vâng. Nếu mà chả ướp thì đâu, chỉ cho gia vị vào thôi. Dạ vâng. Còn con này? Nấu canh à? Sau đây nấu canh chua. Đấy, cái đầu với là cái đấy là cái chua, còn lại thì sau đấy. Đi thôi. Còn cái khúc này để hấp rồi. Ướp hai con cá rô này các bạn. Cái này thì có ớt bột này, cái này là lọ sa tế, muối mới chính thôi, thế thôi. Ướp đơn giản. Anh xài nước phát này, hàng năm này đều thế mà mắc quần áo trong tiên. Nó tin luôn. Không thể đâu lúa đâu. Mày thấy hai ông này. Sao đấy? Chả là thang bếp ơi, có mà nổi. Bỏ cái ra. Đốt. Dạ. Bỏ cái nước. Cái nước hơi nó nóng, nó khô lắm. Chúng ta nước, chúng ta
chuẩn bị nhá, muốn gì nhá, đến đây. Ừ. Có ớt đấy, có ít ớt vào. Bị mặn hả? Bỏ vào ra để anh cho cá vào để làm con vé. Đây, cá đây. Đắp vết thương à? Đắp vết thương. Cho nó bị đầy đủ ra. Hấp ở đây anh. Hấp ở đây. Hả? Hấp ở đây. Cho xong đi à? Mình sẽ làm nhiều cái món cá nướng các bạn nhé. Cá nướng vậy là cá nướng con bé. Cá nướng con bé này thì mọi người sẽ dùng đầu đuôi của con cá chấm. Cái này không phải rán nữa, mình cho cá vào, cho mỡ vào. Thế là mình cho nước con đuôi lên, không phải rán nữa. Thế thì mọi người bảo nó sẽ ngọt, mặt nó sẽ ngọt hơn. Mình thì làm con bé. Đây là mình thấy cái trong này. Tự nhiên là nó có nước trong này, nó sôi sụp sụp hay sao á. Mình nghe đi, học học trong này nó, hay lắm. Nó sôi trong này đúng không anh? Nó nước nó nóng đẩy lên. Vâng, hiểu nó sôi, nó áp suất nó đẩy lên sao? Thật ra là nó cũng không phải nó sôi, nó cứ nóng mà nó đẩy lên. Dạ vâng. Trong cái ống này, nó chính là chứng kiến các bạn. Sáng nay thì đi lấy chứng kiến một bữa, chiều nay thì mọi người vẫn đi lấy một chút nhưng mà không có tươi bóng. Nên là mình phải cho vào cái ống nữa này. Mình sẽ đổ ra xem có được nhiều các bạn nhé. Cái đấy rất là sạch. Ôi hình như nó mắc ở trong luôn đấy. Úi nhiều mà. Nhiều chứ. Nghe đó. Hay cơ. Đây. Ôi cái này vẫn còn bụi này. Tí nữa cho nước vào xong rồi nó nổi. Ôi chết rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm chứng kiến canh các bạn. Mình học theo mọi người, mình chưa nấu canh bao giờ. Mọi người cho mỡ rất là già vào, cho nước. Cho nước vào. Trong nước thì mình sẽ cho cái con kiến này vào các bạn nhé. Kiến này thì được trộn với lại là củ kiệu này, rau thơm các bạn. Thế thôi. Có thêm cái gì nữa không? Hà Lợi. Hết rồi. Hết rồi đúng không? Thế trộn cái này thì mọi người bảo là cho vào xôi đem ra là xong. Canh là chứng kiến. Không biết là cho nó sẽ ăn món. Bây giờ nó sôi ra các bạn nhé. Xong món nó sáng hết rồi. Sáng hết rồi các bạn. Chờ một tí nữa. Cho cái này vào. Cho gia vị vào, muốn gì vào. À đây cá hấp đúng không? Đây là con cá hấp các bạn. Cá này không phải là hấp nữa mà là cá luộc bia các bạn. Đúng rồi mà. Nếu mà hấp thì nó phải cách thủy đúng không? Còn cái này mình đậy vung và mình cho bia vào thôi mà. Vậy gọi là cá luộc bia đi. Trong nữa lấy ra cho nó nóng. Bây giờ đậy vung vào đã. Cái này là cái gì? Quỳnh. Cái này cũng được quỳnh. Quỳnh hẹ. Cái này nó sôi là chín rồi đúng không? Còn chín rồi. Giờ đấy. À mấy nó qua ăn sống được mà. Ăn thử xem nào. Ngon đấy. Ngon đấy, ngon. Ok. Đã xong. Rồi, đuối trước đấy chứ. Rồi, đuối trước đấy.
chiều món này không nhỉ? Chiều thôi. Chiều thôi. Bữa cơm mới xong rồi các bạn, hôm nay thì lên nhà lợn để nhà ăn chiều, chơi lanh quanh bắt cá. Xin mời các bạn nhé. Hôm nay thì có những cái món cá hấp, cá nướng, lại là cá nục canh. Mình nghĩ là đây anh có cái món này này. Còn con mé chiên các bạn. Nhìn này không? Người ta gọi là con mực chân dài. Con chân dài. Cái này thì chiên tươi không anh? Hay là sấy nhỉ? Sấy qua. À, sấy rồi. Em mời trong mời cô nhé. Vâng. Mời đi tứ. Cái món này là chả của lá lốt, chả cuốn lá dồi nước à? Lá dồi. Và nó giống như kiểu đen đen lốt mà. Dạ vâng. Nó thế. Nhớ đen đen chảy cũng phải. Một trâu này. Thế nào? Có muối. Chẳng có. Ít muối. Nhạt. Ít muối không ngon. Cái này có. Chua đấy. Chua mình nha. Em chưa nếm đâu. Nếm thử xem. Chua đấy. Dạ vâng. Cái món này, tự biên tự diễn thì bây giờ em phải nếm đâu rồi. Anh chưa cho gia vị mà. Ừ, anh cho gia vị mà. Chào ăn cũng mà riêng. Anh cho gia vị, dù đấy tứ. À. Không nhận. Không nói ra là đúng chưa? Không nhận cái đoạn thằng Nam nó chèo thì nhưng mà nó lại không thuần. Một tí nước canh cái chua. Cái lá chua này nhá, mình càng để nhiều muối thì nó lại càng chua. Cái chua này này. Ờ. Nó bách cứ càng để muối nó lại càng chua. Nhưng mà nó giảm. Nhưng mà thịt nó không ngấm gia vị mà anh nhỉ, mà cá thì vừa. Cá. Không ngấm, mình nấu canh xong ngấm. Canh không nhạt đâu. Ngon mà, ngon đấy. Vừa rồi, gia vị vừa rồi. Không ấy đâu. Không phải là. Lại gì cứ món này. Mưa à? Anh thì ngon này á? Ngon rồi. Chết giờ món ngon thì thế. Khỏe. Cái món này không ngon. Tầm mẻ rau. Này sẽ thử một miếng hấp này các bạn. Ừ. Hôm nay thật ra hấp này ăn cũng hợp lý. Mình nấu nhiều kiểu ấy quá, mình hấp này ăn là hợp lý. Xin miếng to to ao cá nhà ăn. Lưu dùng cái tứ. Ruột nó không có gì sao. Nói đấy. Không còn, ở đâu này mình nóng này nhỉ? Mời đi, quay đi chứ nó. Ừ. Đấy, tư mưa. Tư bảo là chỉ cần mưa một tí thôi. Đó. À được. Tiên vào mưa một tí là kêu bầm lên. Em ơi anh. Ê, mời đi. Chết. Thằng vất vả nhất thì về mất rồi. Thanh niên thì vất vả nhất thì về mất rồi. Chào cây. Chào cây rồi là xuống bắt cá các kiểu. Nhưng về mất rồi. Chắc là buồn quá. Hôm qua thanh niên. Không sao, đâu, cũng hay nhé.